Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. OC35, một tổ hợp y tế mới trong hệ thống cao Optima. 844-354-3535. Thời gian ghi danh sẽ kết thúc sớm. Khám phá sự khác biệt với Brand New Day. Thảo Yên, Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả. Giờ đây, mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin đáng chú ý trong ngày và tiếp tục với bản tin với Thảo Yên. Vâng, thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi gửi đến bản tin là một bà nữ chính trị gia ở tại Bangladesh bị phát hiện bắt quả tang ngay tại chỗ là đi thuê người để đi thi giúp cho bà. Thì bà này năm nay mới có 37 tuổi, thưa quý vị, và bà có cái tên là Thamana Nusrat. Thì đây là một cái đoạn video mà hiện nay cái đoạn này đang được lan truyền rất là mạnh ở trên mạng. Đó là do người phóng viên của một cái đài truyền hình địa phương mà thôi muốn đến phỏng vấn bà sau khi mà bà ra thi xong. Bởi vì bà là một chính trị gia nổi tiếng đang nổi lên mà đang đi thi đại học, cho nên là họ muốn đến phỏng vấn. Tuy nhiên cái người mà ông phóng viên này ổng bắt gặp ở trong phòng thi, bởi vì phóng viên mà thì họ nhìn họ biết mặt, ổng nói rằng khi mà hỏi cái người coi thi đó để chỉ đến cái bàn của bà Nusrat thì ổng nói một cái cô gái lạ quắc ngồi đó, mà trên thẻ thì lại là bà này. Thì ông ta mới ngay lập tức mở máy lên và quay ngay tại chỗ, thưa quý vị. Thì bây giờ cái cô này cũng không có chối cãi được nữa, cổ mới nhận luôn là bà này thuê cổ. Và sau khi cái ông này ổng có cái tin tức độc quyền này thì ổng mới đi điều tra, thì bất ngờ thay, thưa quý vị, đó là bà này bả thuê đến 8 người để mà đi thi giùm cho bà 13 môn. Và được biết là bả học 4 năm bằng Bachelor of Arts tại trường Bangladesh Open University. Thì ngay khi mà tin tức lan truyền thì cái trường đại học này cho biết là họ đã hủy hết tất cả những cái kết quả thi cử của bà này. Rồi kể từ nay bà bị cấm không bao giờ được ghi danh theo học ở cái trường này nữa. Khi mà phóng viên liên lạc với văn phòng của bà Nusrat thì bà từ chối đưa ra lời bình luận, thưa quý vị. Ngày hôm qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị cái chi tiết liên quan đến 39 người tìm thấy đã chết trong một chiếc xe tải trên đường từ Bảo Gia Lợi, Bulgaria để đến quận Essex của London. Người tài xế đã bị bắt từ hôm qua và đang tiếp tục bị giam giữ ngày hôm nay về cuộc điều tra đang còn được tiến hành. Cảnh sát chỉ cho biết người đàn ông này là 25 tuổi, lái chiếc xe tải. Và nguyên nhân vì lý do nào chiếc xe tải này bị chặn lại rồi khám phá, những cái tình tiết này còn mơ hồ, cảnh sát chưa tiết lộ chi tiết hoàn toàn cho đến khi họ nói toàn bộ 39 thi thể này được xác định nguồn gốc, danh tính của họ và tuổi tác của họ như thế nào. Bản tin vào sáng ngày hôm nay chỉ nói toàn bộ 39 người là người gốc Trung Quốc, bao gồm 31 người đàn ông và 8 phụ nữ. Trước đó, ngày hôm qua, chúng tôi ghi nhận bản tin sơ khởi thì họ nói rằng khi mà mở cái chiếc xe tải này ra, dường như cái bộ phận đông đá đang hoạt động. Họ nói rằng có khả năng là người tài xế trong lúc mà chở chiếc xe này đó đã lỡ tay bật lên mà không hay biết. Thứ hai, có cái chi tiết, bởi vì cái cuộc điều tra đang tiến hành, không biết thực sự có anh Mo Robinson, tài xế này tên là Mo Robinson, là một người gốc Bắc Ái Nhĩ Lan, và cũng không biết được anh lúc mà anh lái chiếc xe tải này, anh có biết là anh đang chở những người di dân lậu đằng sau không. Thứ hai, mới có 25 tuổi, người ta đặt vấn đề là không biết đây có phải là một tay lái xe tải chuyên nghiệp hay không, có bằng lái xe tải hay không, và anh lái từ đâu tới đâu. Hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được là chiếc xe tải này đã được lên trên chiếc phà di chuyển từ Bảo Gia Lợi để đến bờ biển của Anh Quốc. Rồi khi mà lên tới cảng á, thì chiếc xe tải này mới bắt đầu di chuyển từ trong cảng để chạy tới nơi hẹn.
vào năm 2000 đã xảy ra một vụ xe tải chở theo 58 người Trung Quốc và kể cả 58 người này cũng đã chết ngộp trong chiếc xe tải. Câu hỏi thứ nhì đặt ra, tại sao ngày hôm nay Trung Quốc đang cường thịnh? Rất nhiều người nói về sự phát triển rất tốt đẹp của Trung Quốc. Ấy vậy mà những người Trung Quốc này vẫn tìm cách vượt biên giới để vào được nước Anh, và họ đi theo cái ngã nào, trả bao nhiêu tiền. Tất cả những vấn đề này, hiện nay cơ quan điều tra của Anh Quốc họ tuyên bố họ phải giảo nghiệm tử thi để tìm được cái nguồn gốc này. Sau khi tìm được nguồn gốc, họ sẽ liên lạc với phía Trung Quốc hay là Đài Loan hay Hồng Kông. Họ chỉ nói là Chinese thôi, nhưng mà chưa biết nguồn gốc của họ là ai. Cuộc giảo nghiệm tử thi sẽ còn kéo dài và cuộc điều tra còn kéo dài. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi để gửi đến quý vị thêm các bản tin chi tiết. Vâng, thưa quý vị, vào hồi tháng 4 thì chắc quý vị đã nghe tin tức về một cái cô gái ở tại Bangladesh, mà cái vụ này của cô này được truyền thông quốc tế chú ý bởi vì cái tính chất táo bạo của cái tên nghi phạm, đó là hiệu trưởng của một trường quấy rối tình dục, có ý đồ muốn hãm hiếp cô này, bị cổ đi tố cáo trong lúc đang cái ông này đang bị bắt tạm giam để mà chờ điều tra, thì ông ta lại thuê người đi châm lửa đốt chết cô nữ sinh này. Cho nên cái chuyện này từ hồi tháng 4 nó gây sự chú ý, và cho đến bây giờ thì sáng ngày hôm nay ở tại Bangladesh có tổng cộng 16 tên đã bị xử tử vì liên quan đến cái vụ án này, thưa quý vị. Thì đây là cô Nusrat Rafi, 19 tuổi, rất là xinh đẹp. Quý vị còn nhớ vào tháng 4 đó thì cổ đã nộp đơn đi tố cáo cái ông hiệu trưởng. Thì trong lúc mà đang bị giam giữ thì cái tên hiệu trưởng này mới thuê một đám côn đồ 5-6 tên và cùng với hai nữ sinh là bạn học của cô này nữa, thưa quý vị. Dụ cô này từ ở trong lớp đi lên sân thượng để mà muốn giết chết cổ. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cái bản tin này sau phần quảng cáo. Kính mong quý vị tiếp tục theo dõi.